Anh thấy thế nào anh? Máy chạy ok không ạ? Anh sẻ máy phun rất là nhanh. Vừa nãy mà mình chạy được đều hết vừa rồi ấy. Hai bao tầm chục phút. Nhanh như này, quá nhanh. Đấy, bây giờ phun được một lúc rồi, trời thời tiết nắng đẹp. Giảm hơi đó ạ. Hơi to quá, giảm hơi nhá. Hoàng ơi, chắc còn một phiêu anh nhỉ, còn một phiêu nhỉ, đầy phiêu đấy. Bảo em bảo anh ấy. Hôm nay anh chỉ quân thử thôi, anh cũng chưa có mặt bằng. Hôm nay chỉ hướng dẫn anh tầm 2 bao, 2 mẻ. Cho anh cách biết cách làm. Bây giờ nó phổ cập rồi. Làm phổ cập rồi. Cái này đấy. Đây anh học thủ thầu đang phun vữa. Anh học còn rất trẻ. Anh sinh năm bao nhiêu anh học à? 89. Này 30 một chút thôi. Anh thấy thế nào anh? Máy chạy ok không ạ? Anh sẻ máy phun rất là nhanh. Vừa nãy mà mình chạy được đều hết vừa rồi ấy. Hai bao tầm chục phút. Nhanh như này, quá nhanh. Được. Hết rồi. Ông cứ phun cứ mở hơi, cứ bảo anh mở. Khi nào nước lên thì mình mới cho ra.